Chắc khi tôi nói là tôi rất hạnh phúc, anh đã cười nhạo tôi đúng không? Bao nhiêu năm qua bị lừa dối, bị vờn mà vẫn nghĩ là mình thật may mắn, còn đi khoe khoang hạnh phúc với cả người khác. Anh nghĩ rằng sự thật vẫn tốt hơn là mập mờ. Có thể em nghĩ anh là người xấu xa, nhưng ít ra gặp được em, anh cảm thấy rất nhẹ nhõm. Anh không còn sợ những điều mình biết sẽ làm hỏng những thứ em tin. Sao thế? Lại lạnh bụng à? Em uống sữa không? Anh xuống lỡ ăn cho. Gì đấy? Khoáng một đống tài sản rồi cùng nhau xây dựng tổ ấm ở vùng đất mới. Cứ mơ mộng đi. Tôi không ly hôn đấy. Để xem hai người hợp thức hóa quan hệ kiểu gì. Còn tôi và anh, tôi đố hai người lên được máy bay đấy. Tự tin thật đấy. Thằng người yêu cũ vừa về cái là gái to thế. Ý anh nói là anh Vũ à? Ừ. Đúng. Tôi đang nhớ anh ấy đấy. Bởi vì anh Vũ là người đầu tiên nhìn ra được bản chất của anh. Trước khi chúng tôi chia tay nhau, anh Vũ đã nhắc tôi là đừng tin anh. Nhưng tôi không nghe, thì bây giờ tôi phải chấp nhận thôi. Thế à? Và bây giờ nó về đây để khóc cùng cô à? Khóc cùng thì sao? Tôi cũng phải biết nhìn vào người đàn ông khác để thấy rằng ở cuộc đời này không chỉ có những kẻ như thằng khốn nạn mà tôi đã cưới nhầm thôi.